Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Đây, hôm trước thì DVH có lên clip về cái chiếc cục đẩy Audio Line H4.15. Đây thì nhiều bác còn khả nghi về cái khả năng thực chiến của con này. Con này thì rất là khỏe. Nếu hôm nay DVH lên một cái clip để test thử con này. Với cấu hình hôm nay thì oánh tương đối là nặng đòn coi nhá, tương đối là nặng đòn. DVH đã sử dụng hai quả súp hầm kép 50 từ 220 cua 100 này, và hai đôi loa live ray 340 hai tầng côn 100. Đây nhá, tức là đẩy 4 kênh là mình đang gọi là hết tầm của nó luôn. Đây các bạn, đẩy 4 kênh nhá. DVH này đang cắm kênh 1, kênh 2 là đánh full này. 1 2 đánh full này, kênh 3 link sang kênh 4 để oánh súp, tại vì đường ra trên vang nó chỉ có một đường súp thôi. Và cắm hai đường giao loa này, đỏ là súp, xanh là full này. Thì dây màu đỏ này các bác có thể nhìn thấy đây, màu đỏ là mình đang cắm hai quả súp hai bên và dây xanh là lên loa full. Mỗi một kênh oánh loa full là mình đang linh từ chiếc phía dưới lên chiếc phía trên. Kênh full là đang oánh hai quả loa live ray bass 40 hai tầng côn 100, rất là khỏe. Đấy, kênh súp thì oánh súp kép. Đấy. Đây gọi là tận dụng tối đa cái khả năng công suất của con này rồi. Ok. Tức là mình đang chơi 4 ôm trên mỗi kênh thì con này thì công suất 8 ôm nó đạt 1500W và 4 ôm nó đạt 2300W, nói chung là rất là khỏe. Nếu mà các bác mà chơi các cái dòng súp mà từ 220 cua 100 này thì là nó vụt, nó tơi bời luôn các bạn. Từ 220 cua 100 này nó vụt tơi bời luôn. Và cái loa full cái 2 tầng côn 100 thì một kênh nên nó oánh hai quả loa full, oánh tưng bừng luôn. Ok, bây giờ DVH sẽ không để quý khán giả phải chờ đợi lâu, sẽ ngay lập tức sẽ lên một chút nhạc để test thử cái công lực của cái con đẩy này nhá. Oánh rất là khỏe luôn. Oánh rất là to các bạn, oánh rất là to luôn, oánh rung điện thoại luôn. Súp hầm kép mà, súp hầm kép từ 220 cua 100. Nói chung là trong cái dòng súp cua 100 thì con này là cái cấu hình khá là khủng bên nhà DVH này. Con này thùng nó rất là sâu các bác nhá. Thùng nó sâu 80 phân cơ các bác. Mặt thì nó khá là gọn nhưng mà cái đáy thùng nó rất là sâu. Đấy, con này từ 220 cua 100 oánh khá là tưng bừng. Đấy, một con đẩy 4 kênh các bác nghĩ sao ạ? Một con đẩy 4 kênh mà nó cân cả dàn loa luôn và rất là gọn gàng luôn. Và đặc biệt con này thì mạch class H đời mới, nó là mạch của B3 các bác. Con là mạch của B3 nhá, oánh tưng bừng luôn. Tiếng rất là sạch và oánh súp cực kỳ mạnh luôn. Con này rất là hay, nó oánh được cả súp cả full. Nhiều các cái con đẩy bình thường ấy thì chỉ đánh được súp hoặc là chỉ đánh full thôi. Nhưng mà con này thì rất là hay, con này tiếng thì nó khá là sạch đấy, các bác cứ đeo tai nghe vào mà nghe. Tiếng rất là sạch và nó oánh ra cái âm bass rất là mạnh. Nhiều cái con đẩy 4 kênh không oánh được súp các bác nhá. Oánh súp nghe cái tiếng súp nó cứ bẹt bẹt kiểu gì ấy, nghe nó cứ lành phành. Nhưng mà con này thì nó oánh phun ra phun, một súp ra súp luôn. Rất là mạnh, rất là khỏe, tưng bừng luôn. Đấy, đấy các bác thấy sao ạ, rất là gọn. Mình đi làm mình mang cái tủ máy như kia thì quá là hợp lý luôn đúng không các bác. Đây, tủ máy này thì một người bê được các bác nhá. Một người bê được luôn, rất là nhẹ nhàng. Một người có thể bê được cái tủ này luôn. Mình đóng gọn ở trong cái tủ rách nhựa này, đi làm các cái đám cưới và các cái chương trình nho nhỏ chỉ cần bê cái tủ này đi thôi, oánh nguyên cả dàn loa rồi, rất là khủng, rất là phê. Đấy thì bên DVH thì đang cung cấp với mức giá là 14 triệu các bác nha, hàng chính hãng và được bảo hành 2 năm, hãng nó bảo hành cho mình 2 năm. Nói chung là các bác có oánh thoải mái, chết đâu thì hãng nó bảo hành cho 2 năm cơ, nên là các bác an tâm sử dụng nhá. Giá 14 củ đấy, đóng vào trong cái tủ rách nhựa này rất là gọn luôn, rất là gọn đấy, cực kỳ gọn gàng các bác, cực kỳ gọn gàng luôn. Và giá chỉ có 14 triệu thôi, 14 triệu được bảo hành 2 năm, quá đẹp luôn, quá đẹp và quá hay luôn các bác nhé. Đấy thì quý khán giả quan tâm và có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhé. Bên DVH thì có giao hàng toàn quốc qua đường bưu điện hoặc Viettel. Nếu các bác quan tâm mua hàng thì cứ nhấc máy và alo cho DVH để được tư vấn và đặt hàng thôi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau nhé. Clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến.